mỗi là cái cọc trận là tác nhiều về bên cầu trắng nào chứ đừng cho. Tiếp tiếp nào. Rồi qua đi. Em đi làm muộn lắm quá chưa cô? Chưa chị. Lần đầu tiên ra hả? Dạ. Yeah. Chuẩn bị cho chị bé ít bông thấm máu đi. Dạ. Yeah. Bông bông nhỏ để thấm máu. Cái này rồi. Có xí chừng nó thầm hồi chừng nó một đó. Tụi em mụn gì mà nhỏ, còn mụn nhỏ. Nè, sao để đó, cái từ từ rồi chừng rồi. Cái vùng cho nó nhiều.
Đi trời. Người đoạn bán này. Nhiều quá ấy. Ừ. Nhiều cô nín dài luôn á. Ừ. Dài canh trái. Ừ, dài nhưng mà không muốn không to. Có ngứa không cậu? Không chị. Ừ.
cái mắt dùng cái điện thoại của mình là sao chứ? Dạ em nghe chị Thi. Dạ em nghe đi chị. Dạ. Dạ rảnh chị Thi. Dạ dạ. Dạ dạ để chị bê làm. Dạ dạ. Dạ lúc 3:30 chị Thi hãy. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Nha. Thu nhỏ cái mặt lại. Yeah.